Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thành Tâm xin gửi đến quý vị tuy bút của nhà báo Đào Tuấn đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 23 tháng 11 về viễn cảnh tài chính u ám của đường xe điện trên cao các linh Hà Đông. Mời quý vị cùng chia sẻ. Kích cầu các đông Metro Vũ Hồng Trường vừa cho biết sẽ triển khai hàng loạt giải pháp để khuyến khích tăng cường người dân sử dụng tàu các linh Hạ Đông. Nghĩ lò phết đấy. Cái giá vé hiện tại đang được trợ giá khoảng 60-70% gồng lên bằng thuế dân để phù hợp với nhu cầu và khả năng chi si tiêu của dân. Các cụ có nhớ đó là Hà Nội đã phải nhất trí để bỏ 14.5 tỷ bù lỗ tiền vé còn kiểm toán nhà nước thì đã ra các dự rồi. Chủ đầu tư không xem xét đến chi phí vận hành chiếm tỷ trọng lớn trong giai đoạn khai thác dẫn đến kết luận dự án hiệu quả về mặt kinh tế là thiếu chính xác. Và vì dự báo láo, khống lượng khách cho nên phương án tài chính ngay từ khi lập dự án nó phải bù lỗ. Các đồng Hà Linh, giờ đông hay vắng, mỗi báo nói một kiểu, mỗi người nói một cách, chỉ tiền bù lỗ là thật. Và đừng đúng là phải nghĩ cách gì đó để kích cầu cái tàu này chứ cứ phải bù lỗ thế thì khác gì mưa lỗ mũi đâu